Hello, chào mừng các bạn đã đến với Mimi Official. Kênh mình trước đến giờ thì thường chuyên về những cái review đập hộp những cái sản phẩm makeup và high end nè, cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái tip làm đẹp nho nhỏ ấy. Thì trong cái thời gian dịch này và nó kéo dài rất là lâu như thế này á, thì mình nghĩ rằng từ giờ mình sẽ chú ý và tập trung nhiều hơn về cái mảng mà makeup cũng như là chăm sóc bản thân. Tại vì á, mình nghĩ rằng trong cái thời gian này các bạn có thể tận dụng cái khoảng thời gian rảnh đó để các bạn học những cái kiến thức về chăm sóc bản thân nhiều hơn là các bạn quan tâm đến cái việc là review những chiếc túi xách hoặc là những cái đôi giày đắt tiền. Tại vì mình thấy nó cũng không có thiết thực lắm á. Trong cái thời gian này thì mình cũng không nghĩ rằng mọi người sẽ đi mua túi đâu, vả lại những cái store thì nó cũng đã đóng cửa hết rồi. Cho nên mình muốn là những cái video mình làm ra và mang đến mọi người á, nó sẽ có được một cái giá trị gì đó, giúp ích cho cuộc sống của mọi người nhiều hơn. Thì với những cái bạn mà yêu thích video review về túi của mình á, thì các bạn cũng đừng lo, mình vẫn sẽ làm. Chỉ là nó không có được thường xuyên như lúc trước mà thôi. Thì cái tập ngày hôm nay á, mình nhận được một cái lời yêu cầu của một bạn nói rằng hãy hướng dẫn cái cách makeup mà cho những cái bạn mà không hề biết makeup á. Thì thật ra mình cảm thấy chủ đề này rất là hay và mình rất là hứng thú. Tại vì mình biết rằng có rất là nhiều chị em muốn bản thân mình trông xinh hơn, nhưng mà mọi người lại không biết bắt đầu từ đâu cả. Tại vì makeup nó là một cái gì đó nó rất là rộng lớn và mọi người không biết là phải mua những cái gì, phải bắt đầu từ những cái bước nào. Thì video hôm nay ha, mình sẽ làm và dành tặng cho những cái chị em văn phòng bận rộn nè, hoặc là những cái bạn học sinh sinh viên mà mới lần đầu bước tới với lại makeup. Những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong ngày hôm nay á, thì mình cũng cố gắng chọn những cái sản phẩm mà nó hợp lý nhất với mọi người, giá cả hợp lý nè, và mọi người cũng dễ tìm mua trong những cái siêu thị hoặc là những cái cửa hàng mà bán mỹ phẩm ha. Rồi bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nha. Mình vừa mới ngủ dậy, vừa mới đánh răng rửa mặt xong. Thì cái điều đầu tiên mà mình phải làm đó chính là sử dụng nước cân bằng da. Cái lý do là bởi vì chúng ta phải cân bằng lại cái độ pH cho da, cũng như là giúp da không có bị quá khô và căng tức sau khi mà sử dụng sữa rửa mặt. Trong cái tập hôm bữa mình làm á, hướng dẫn makeup lớp này hoàn hảo á, thì mình có sử dụng một cái bước serum cũng như là một cái bước sữa dưỡng da. Tuy nhiên là trong cái tập ngày hôm nay mình sẽ không có đánh nền, cho nên là mình sẽ không có dưỡng nhiều hai lớp như vậy. Tại vì nếu như mà mình dưỡng nhiều quá thì cái lớp da của mình nó sẽ bị rất là ẩm và dễ bám bụi, và khi mà bụi bám được vào da nhiều á, thì nó rất là dễ gây ra cái hiện tượng là bị mụn. Rồi sau khi mà sử dụng xong cái nước cân bằng da thì mình sẽ qua cái bước kem chống nắng. Thì các bạn đừng bao giờ mà để da trần như thế này mà các bạn đi ra ngoài đường luôn nha. Tại vì da của các bạn nó sẽ bị những cái tác nhân xấu từ môi trường ảnh hưởng và nó sẽ không thể nào mà đẹp được. Thì một là các bạn sẽ make up full nền luôn để nó có thể bảo vệ da. Còn hai là các bạn phải sử dụng kem chống nắng. Nhưng mà cái lưu ý là hãy mua cái loại kem chống nắng nào mà nó đừng có bị bết dính quá. Tại vì đa số mình thấy kem chống nắng thường các bạn sử dụng xong nó không có ráo hẳn như cái bề mặt, mà nó sẽ để lại một cái lớp dầu mà hơi mỏng mỏng. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái loại kem chống nắng như vậy cho mặt thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng giống như là các bạn đang bị đổ dầu, thì nhìn nó sẽ không có được đẹp cho lắm. Thì mình đã thử rất là nhiều cái kem chống nắng trong siêu thị, thì mình thấy cái loại này nó là cái loại mà nó ráo nhất, cho nên là mình sẽ thử sử dụng cái em kem chống nắng này trong tập ngày hôm nay. Chúng ta trông sẽ rất là mệt mỏi và thiếu sức sống khi mà quầng thâm xuất hiện, cho nên là mình sẽ sử dụng cái em che khuyết điểm này của Maybelline để che đi cái phần quầng thâm. Thì mình thấy là rất là nhiều bạn review tốt cho cái em Maybelline này, cho nên là mình cũng đã mua sử dụng thử cái loại mà có cái đầu bằng bông này nè các bạn. Thì mình thấy là cái chất kem của em ấy cũng khá là mỏng nè, dễ tán, che phủ cũng ổn và nhìn khá là tự nhiên. Thì mình sẽ sử dụng một chút xíu thôi nha, để mình phủ lên cái quầng thâm. Thì các bạn cũng có thể che thêm một số cái khuyết điểm nhỏ trên mặt, ví dụ như là những cái vết thâm. Tuy nhiên á, là chúng ta không có nên quá lạm dụng. Tại vì nếu như mà da của các bạn thật sự là có rất là nhiều khuyết điểm á, thì các bạn nên học cái cách mà make up cả một cái lớp nền luôn để nó hỗ trợ cái việc mà che khuyết điểm cho các bạn. Thì các bạn có thể
tham khảo cái video mình đã làm đó, đó là hướng dẫn cái cách make up lớp nền hoàn hảo đó. Còn trong video này thì mình chỉ hướng dẫn make up rất là tự nhiên thôi, cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng nền cũng như là không quá lạm dụng cái kem che khuyết điểm này, mà chỉ dùng một cái lượng rất là vừa phải để chúng ta che đi cái phần quần thâm thôi. Và sau đó thì các bạn hãy dùng tay á, các bạn tap nhẹ để cho cái kem nó được tan đều. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một ít má hồng để giúp cho da của chúng ta trông nó khỏe khoắn và nó có sức sống hơn nha. Ở đây thì mình sẽ dùng của hãng 3 Concept Eyes, mà ở Việt Nam hay gọi là 3CE đó. Đây là một cái tông màu cam đất rất là xinh. Những cái bạn mà mới make up và lần đầu tiên mua má hồng á, thì các bạn có thể chọn mua những cái màu hồng cam san hô coral. Những cái màu này á, thì nó hợp với rất là nhiều tông make up cũng như là tông da, cho nên là rất là dễ sử dụng. Tại vì khi mà mới mua mà các bạn mua những cái màu nó cam quá hoặc là hồng quá thì nó hơi khó make up á, tại vì ban đầu thì các bạn sẽ chưa có cái kinh nghiệm trong cái việc mà điều chỉnh và cân bằng những cái tông màu trên da á, thì nó rất là dễ gây ra những cái khuyết điểm trong việc make up. Thì cứ đơn giản nhất là mua cái màu hồng cam coral thôi nha các bạn. Và khi mà đánh má hồng á, thì các bạn cũng sử dụng một cái lượng vừa phải thôi, tại vì lỡ mà chúng ta quá tay á, thì nhìn sẽ kiểu hơi giống chú hề ấy, và nó sẽ không đẹp chút nào hết. Cho nên là mình cứ dặm từng ít một thôi. Còn nếu mà mình thấy chưa đủ thì mình phủ thêm một lớp mỏng nữa. Chứ ngay từ đầu các bạn đừng có lấy quá nhiều cái lượng phấn nha. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái phấn mắt màu nâu nhạt để mình tán đều lên cái phần bầu mắt cũng như là 1/3 cái phần mí mắt dưới. Cái bước này thì nó sẽ dùng cái màu nâu nhạt này, nó sẽ không có thấy được rõ ràng là các bạn đang sử dụng phấn mắt đâu, nhưng mà nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là nhẹ nhàng, rằng mắt của chúng ta trông nó sâu hơn rất là nhiều. Thì cái màu nâu á, là cái màu rất là dễ tìm, tại vì các bạn mua bất kỳ một cái bảng màu mắt nào á, thì mình đa số luôn mình thấy á, là trong đó lúc nào cũng sẽ có màu nâu cả, cho nên là rất dễ trong cái việc mà các bạn tìm mua. Và đặc biệt là cũng mua cái loại không có nhũ luôn nha các bạn, chỉ là một cái màu nâu nhạt lì bình thường thôi. Thì mình sẽ lấy cái ngón tay ha, cũng không có cần dùng cọ gì đâu, mình chỉ cần lấy một cái ngón tay xong rồi mình thoa đều cái màu nâu á, lên trên cái bầu mắt rồi mình tán cho nó đều và tự nhiên ra. Rồi, sau đó thì mình sẽ dùng cái cọ nhỏ xíu ấy, mà khi mà mua những cái bảng màu mắt các bạn thường được tặng ấy, để mình lấy một cái phần phấn và mình đánh nha các bạn. Đây nè, các bạn chia mắt mình ra 3 phần nha. 1, 2, 3 thì mình sẽ đánh vào cái phần 1/3 mà ngay cái phía đuôi mắt á, các bạn sẽ cho một ít phấn nâu vào. Cái điều này nó cũng giúp cho mắt của các bạn trông to hơn ấy. Rồi bây giờ sẽ đến một cái bước mà mình thấy là mọi người rất là sợ, đó chính là kẻ eyeliner. Thật ra những cái bạn mới tập trang điểm thôi thì các bạn hãy nên chọn những cái loại bút chì, rồi sau đó từ từ mình mới chuyển sang dùng gel và cuối cùng là dùng bút lông. Tại vì bút chì khi mà các bạn vẽ sai thì các bạn có thể chùi chùi đi một xíu để các bạn vẽ lại được. Gel thì nó khó hơn, nếu mà các bạn nhanh tay vừa mới vẽ ra luôn á, chùi đi thì nó sẽ đi được một phần nào đó. Còn riêng bút lông là vẽ đến đâu nó khô đến đấy, cho nên là nếu các bạn vẽ sai á thì mình phải chấp nhận cái việc là mình phải tẩy đi và make up lại. Còn cái việc mà chọn cái màu sắc á, thì eyeliner nó sẽ đa số nha, nó sẽ có hai màu chính, đó là màu đen và màu nâu. Thì các bạn mới make up mà chỉ make up kiểu đơn giản tự nhiên thôi á, thì theo mình là các bạn nên chọn màu nâu. Màu đen thì nó sẽ rõ nét hơn nè, sắc sảo hơn nè, nhưng với điều kiện là các bạn trang điểm một cái lớp make up mà nó khá là chỉnh chu thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Còn trang điểm kiểu nhẹ nhàng, sương sương, kiểu Hàn Quốc thôi mà các bạn vẽ một cái eyeliner nó đen xì á, thì theo mình thôi nha, thì mình thấy nó không có được hợp cho lắm. Cho nên là trong cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ thử cái màu nâu cho các bạn tham khảo rằng màu nâu thì nó sẽ nhìn nó tự nhiên như thế nào nha. Và các bạn cũng đừng có sợ gì hết, tại vì sau đây mình sẽ hướng dẫn một số cái bước nó rất là đơn giản thôi, các bạn cứ thử làm theo và các bạn sẽ thấy rằng cái việc kẻ eyeliner nó không hề khó khăn như các bạn nghĩ.
Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng từ đuôi mắt kéo dài ra phía ngoài và hơi hướng lên trên một chút. Sau đó chúng ta sẽ nối đường thẳng đó đến phần chính giữa của mí mắt, rồi tô màu cho phần phía bên trong. Cuối cùng, chúng ta sẽ sửa lại độ dài và độ nhọn của phần đuôi mắt sao cho hợp lý với gương mặt của các bạn nhất. Và đây là thành quả sau khi mình đã vẽ eyeliner xong. Mắt của chúng ta trông sẽ to hơn và không bị cục ở phần đuôi. Đặc biệt là ở cái góc nhìn nghiêng thì các bạn sẽ thấy được phần đuôi mắt rất là rõ và đẹp. Các bạn có công nhận với mình rằng sử dụng eyeliner màu nâu trông tự nhiên hơn rất là nhiều so với màu đen không? Để cho mắt to hơn và thu hút hơn nữa thì mình sẽ bấm mi và chải mascara. Khi mà bấm mi thì các bạn hãy bấm nhẹ tay thôi, nhưng mà bấm nhiều lần, cũng như là hãy đổi cái độ nghiêng của cái kẹp mi để bấm đủ được 3 phần là phần gốc, phần giữa và cái phần ngọn mi, để lông mi nó được cong đều chứ không bị gãy. Sau đó thì có thể kẹp nhẹ lại cái phần gốc thêm một lần nữa để mi được đứng hơn. Khi mà chải mascara thì các bạn hãy nhớ là chải theo cái hình zigzag như thế này, để cho cái mascara nó được dính đều vào cái sợi mi và nó sẽ hỗ trợ làm tơi mi của mình hơn. Và các bạn cũng nhớ lưu ý là hãy sử dụng mascara cho cả lông mi dưới nữa nha. Thì bây giờ các bạn nhìn nè, một mắt là mình đã sử dụng mascara rồi, và một mắt là mình chưa, thì các bạn nhìn nè, các bạn có thấy cái sự khác biệt không? Đấy, nó khác biệt rất là rõ luôn á. Cái con mắt này của mình nhìn nó kiểu là nó được mở bừng ra, nhìn nó rất là sáng và rất là hút. Còn cái con mắt này á thì nhìn nó rất là bình thường. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái việc mà sử dụng mascara và bấm mi ha. Cái em mascara hôm nay mà mình dùng á là đến từ Maybelline. Em này thì hỗ trợ làm cong mi hơn nè, và cũng chống nước luôn. Thì mình thấy em này chống nước ra cũng khá là tốt á. Tại vì mình sử dụng từ sáng đến tối thì mồ hôi ra á, thì mình thấy em ấy vẫn rất là giữ nguyên luôn, chứ không có bị lem hay là trôi chút nào hết. Thì những cái em sản phẩm hôm nay mình sử dụng thì các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở siêu thị. Còn không, những cái ngày dịch không đi ra ngoài được thì các bạn hoàn toàn có thể đặt mua trên những cái trang thương mại điện tử, ví dụ như là Tiki, này, Lazada, Shopee. Thì có gì mình sẽ để cái link dưới cái phần miêu tả ha, để nếu mà cần thì các bạn có thể vô và mua cho nó tiện. Rồi, bây giờ đến cái bước cuối cùng, cũng là cái bước mà quan trọng nhất, đó chính là sử dụng son môi. Ở đây thì mình cũng dùng một cây 3CE màu đỏ ha. Thì sau này các bạn có thể mua cả trăm cây son màu gì cũng được hết, nhưng mà theo mình các bạn nên bắt đầu với một cây son đỏ. Tại vì son đỏ nó là cái màu quốc dân á các bạn. Nó sẽ phù hợp với rất là nhiều cái màu da cũng như là cái tông makeup luôn. Cho nên là chúng ta cứ nên bắt đầu với một cây son đỏ cho an toàn. Nếu như các bạn muốn kiểu nhẹ nhàng thì mình đánh lòng môi rồi mình tán nhẹ ra. Còn nếu các bạn muốn nổi bật hơn đi chơi thì các bạn có thể đánh full môi luôn. Thì mình sẽ sử dụng một cái cây màu đỏ ha. Rồi, mình chỉ đánh lòng môi nhẹ nhàng như vậy thôi. Và thế là chúng ta đã hoàn thành cái cách makeup ngày hôm nay rồi. Cùng xem lại thành quả nha. Thì đây không phải là một cái kiểu makeup mà có thể biến các bạn từ một người này trở thành một người kia được. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rõ ràng vẫn là các bạn thôi, nhưng mà rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Các bạn trông tươi tắn và có sức sống hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một cái cách makeup rất là đơn giản mà mình thấy rằng các bạn không cần thiết phải biết makeup, và các bạn cũng không cần phải mua quá nhiều cái dụng cụ về, các bạn vẫn có thể hoàn toàn làm được. Và chỉ mất 10 phút vào buổi sáng mỗi ngày thôi các bạn. 10 phút đó các bạn dậy sớm hơn một xíu, nhưng mà đổi lại thì các bạn có được cái sự tự tin trong cả một ngày dài các bạn đi học hoặc là đi làm. Thì các bạn có đồng ý đánh đổi 10 phút buổi sáng để lấy được cái sự tự tin đó hay không? Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi, và mình hy vọng rằng những cái tip hôm nay mà mình chia sẻ nó thật sự hữu ích với những cái bạn mà đang có ý định học về makeup nhưng mà không có biết bắt đầu từ đâu. Nếu như các bạn thích thì nhớ like cũng như là đăng ký kênh cho mình nha. Và đừng quên là bình luận cho mình biết là các bạn đã thử làm theo những cái cách này của mình chưa, và các bạn cảm thấy là nó có dễ, nó khó hay là nó thật sự hiệu quả hay không. Và cũng như là các bạn muốn mình làm những cái nội dung gì trong những cái video sau thì nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye!